khi mà tình trạng cơm nước của gia đình mình cũng đã xong xuôi và no đủ. Chuyện nồi niêu chén bát nằm ê hề ngoài sàn nước cũng là một vấn đề đầy nan giải của gia đình mình. Với một tinh thần đảm đang và không câu lệ thời gian, mình đã quyết định đơn độc ra tay rửa ráy sạch sẽ toàn bộ nồi niêu chén bát tại khu sàn nước, nắm vững được rất nhiều nguyên lý và cách thức rửa chén. Cũng như thế, đầu bàn tay mình đã thon thót rửa sạch không chừa một cái. Sau đó từng cái tô chén cũng đã được úp lên rổ một cách gọn gàng, nhẹ nhàng và không gây ra bất cứ sự cố gì. Đôi lúc mình cũng đã cảm nhận được bản thân đang có những bước tiến vượt bậc về việc nội trợ, nên những món ăn đã được mình nấu trong thời gian gần đây ngày càng được ưa chuộng bởi các thành viên trong gia đình, và đó cũng là một niềm vinh hạnh lớn lao của bản thân mình. Quay trở lại với nồi khoai lang phía bên trong bếp lò, nó cũng đã bắt đầu sôi dữ dội từ nãy cho đến giờ, khả năng rất cao nó đã chín đến 85%. Thế là mình đã tiếp tục cho công đoạn thứ hai, đó là nướng lại những củ khoai lang trên bếp lò đang có than hồng nóng rực, từ đó chúng sẽ bay đi phần nào hơi nước trong cơ thể, tạo cơ hội cho độ bột của củ khoai lang tăng lên. Sau khi đã được nướng chín trên bếp lửa hồng thì độ ngon của chúng đã tăng vượt bậc, vượt xa những cách đun nấu bình thường của tất cả mọi người. Và sau 20 phút nằm chờ đợi trên bếp than hồng thì những củ khoai lang này đã thực sự chín ngon hoàn toàn. Lúc này thì phía bên ngoài ánh nắng cũng đã trở nên chói chang và gay gắt, cũng không thích hợp lắm cho việc ăn khoai bột trong những thời gian này, vì nó có thể gây ra những hiện tượng như khô hốc trên cuống họng, nặng hơn nữa thì có thể mắc nghẹn gây khó thở. Đúng là thật đáng sợ phải không mọi người? Nhưng đứng trước sự thèm đối khoai lang không cưỡng lại được của bản thân, mình cũng đã quyết định chọn một nơi thoáng đãng và mát mẻ, thực sự gần gũi với thiên nhiên và cây cối. Từ đó mới tổ chức ăn khoai lang một cách thận trọng, tránh không để các trường hợp như khô hốc và mắc nghẹn xảy ra cho bản thân. Và sau hơn 15 phút ngồi ngay vị trí này, may mắn được thiên nhiên che chở và ngồi dưới bóng râm mát của tán cây mận, cùng với những cơn gió nhẹ mát mẻ miễn phí được thổi từ hướng tây, việc ăn khoai lang của mình cũng vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Thật sự cũng cảm ơn đất trời đã phù hộ cho bữa ăn khoai lang nướng này.